Ông đang đùa giỡn với con tim của tôi các bạn ạ. Anh muốn sao? Chỉ cần điểm nhanh mỗi ngày, bạn có thể có được một lần quay miễn phí. Vậy thì hãy truy cập ngay shop.healthteamff.vn với vòng quay idol có khả năng giúp bạn trúng hơn 5.000 kim cương. Wow. Và vòng quay phát lộc có khả năng giúp bạn trúng tới 9.999 kim cương. Wow. Và có rất nhiều trò chơi khác đang chờ đón các bạn. Vậy còn chừng chờ gì nữa, hãy truy cập ngay tại shop healthteamff.vn để có thể vừa trúng kim cương và có thể nhận được vòng quay miễn phí nha mọi người. Ok mọi người, hôm nay tôi sẽ quyết định solo với Mr. Zero. He he he. Rồi. Chết tim rồi. Sống à. Các bạn nghĩ một gan ta, cho solo với anh luôn. Tôi không biết hôm nay tôi uống thuốc gì với mọi người mà tôi dám thách thức Zero luôn mọi người. Nhưng không sao, không sao, anh đừng có khinh thường em. Em biết là em chỉ là đồng đoàn thôi, nhưng có khi em có thể đánh bại được anh nha. Ok. Ghê vậy, ghê vậy. Nghe chưa? Chơi 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 chơi. Kỳ quá. Ủa gì kỳ à? Sao gì luôn, không tới gì thứ hai luôn chứ. Tại sao? Trời đất ơi, mắng ghê quá không mọi người. Anh hát đúng không? Anh tắt hát cho em đi. Điều tối kỵ nhất là chạy hẳn vô đối thủ mà quá em đâm đầu chạy hẳn luôn. Chơi đặt bông keo không hay là chị bắn rồi, đặt bông keo. Bắn rồi. Em không biết dùng bông keo mà anh còn chơi bông keo để em thua mất. Thôi em đừng, anh à. Ok bắn thôi. Tôi thật là lo sợ các bạn à. Không sao. Tôi thấy xin rồi các bạn ơi. Hello Sim. Đồ, anh không thấy em. Chăm xin bông chứ luôn. Trời trời, cái súng này kỳ vậy. Cái súng này kỳ vậy. Vậy xem. Ủa gì vậy anh? Anh đòi cho em đi qua đi lại mấy vòng chứ anh bắn gì xem chơi. Trời ơi. Diễn mà. Phải diễn, phải roleplay hiểu không? Anh phải roleplay kiểu wow trời Sim ơi. Em tại sao em lại giỏi như vậy? Đây là video của em mà. Anh ok anh xin lỗi em, anh xin lỗi em. Anh sai rồi. Anh okay. Sai rồi, anh xin lỗi em. Ok. Khổ ghê á, không biết tôi yếu rồi, ông vô cái phạt. Chết luôn. Ê mà anh không tin được luôn á Sim. Hồi nãy em bắn anh mà không giống như nào luôn á. Anh đứng yên cho em bắn luôn á. Thôi anh im đi. Trời ơi. Video tôi mà tôi dọc ghê. À mà khoan, trước khi bắt đầu video này, đây tôi xin giới thiệu với tất cả các bạn khẩu súng UMP của tôi. Đây tôi giới thiệu lại thêm lần nữa. Em giới thiệu trong video anh hiểu không? Đó. Nó rất là dễ thương luôn. Ê em thấy anh nha. Anh bảo không dùng bóng keo mà. Nói gì kỳ vậy? À anh chỉ múa thôi chứ anh đâu có dùng đâu. À anh múa hả? Giờ tập cho xin bắn nào. Giờ tập xin bắn nào. Chỉ đặt bóng keo thôi chứ anh không bắn. Giờ ok ok ok. Ông đang đùa giỡn với con tim của tôi các bạn ạ. À. Anh muốn sao? Trời đất ơi, ông chơi trời vậy á. Ông chơi vậy bắt tôi bắn được. Em bắn anh đi. Trời ơi. Đứng lại. Ông chơi vậy sao? Anh chơi vậy sao chơi? Đứng lại. Không chơi không keo nữa. Anh giờ anh sẽ chơi lục, em chơi súng trường cho không? Trời ơi, đất ơi. Ôi, anh rô mà thách em như này anh thua chắc luôn. Em tự nhường, em tự tin, em tự tin bảo với các bạn fan là gọi là nếu anh chơi súng lục em thắng chắc. Dù tôi biết nghe nó hơi nhục á. Nhưng mà anh rô bảo mà đúng không các bạn? Nên ok tôi chấp nhận lời thử thách thôi mọi người. Đấy chứ tôi không bảo tôi nhục gì hết trơn nha. Đó đó là anh rô bảo á. Ok anh chung được đúng không? Ờ. Em chắc chưa? Em chắc luôn. Em anh chắc chắn thua rồi. Anh mà chơi súng lục anh thua em rồi. Đấy. Nhưng mà chơi súng lục anh phải chơi bông keo. Ok luôn, cái này hợp lý, cái này hợp lý. Rồi. Ok. Cái này khó nha. Ôi, thấy rồi nha. Thấy rồi nha anh hai. Trời ơi nhanh dữ vậy. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Ủa anh em tôi không hiểu gì trơn luôn á. Bột phát chết luôn. Alo. Anh đâu hiểu gì đâu. Ủa gì vậy? Tự nhiên hôm nay tôi đang đi solo thấy một hiện tượng lạ. Đúng vậy. Ở nhảy ra tôi chết. Đúng. Đúng không hiểu gì trơn luôn á. Trời đất ơi. Cái này CP đúng kiểu khóc tiếng tó luôn mọi người. Khóc tiếng tó khi chơi với Siro luôn mọi người. Anh đứng lại với em.
Trời ơi, cái ông nội này. Trời, ông bắn một phát mà tôi lên thiên đàng luôn mọi người. Trời ơi. À, tại siro này thì múa hả? Trời ơi, tôi vừ quá. Tôi biết là gọi Aro có nhờ mình không, nhưng mà không sao các bạn. Ăn mạng nào là vui mạng này. Đấy thôi, cho dễ. Trời đất ơi, Rô nhảy như con sóc, mọi người cứ không giết được mạng nào luôn mọi người. Trời đất ơi, ok. Anh đã chơi vậy đúng không? Ok, anh trai luôn. Em chơi tới bến luôn. Lộc tiếp à? Ổng lộc, tôi không biết ở sao nhà ổng chơi lộc mà ổng hết shot luôn mọi người. Trời ơi, tức ghê á. Trời ơi, ổng chơi lộc mà ổng được hết shot luôn mọi người. Mà tôi chơi súng nhắm tôi không hết shot được nha. À, cái kì... Lộc chỉ có cái say không được thôi. Ủa, Lộc hết shot được hả? Ừ, Lộc hết shot được mà. À, chết em! Chết đi! Sa! Cho anh chết luôn! Cho anh chết luôn! Em ghét anh! Mời! Chơi gì đây? Không sao anh, em chỉ giả vờ chơi bom thôi. Chứ chừng đây em test thôi, ai ngờ nó thành công. À ok, chừng đó sim test bom. Ờ, test bom thôi. Chết luôn. Đúng rồi. Ờ, chừng đây em chơi súng nè, tao phải không chơi bom nữa. Chừng đây em chỉ muốn chơi bom cho chú thôi. Đây, chừng đây chơi súng đó mọi người, không chơi gian lận okay, nha. Ok, em gái. Đấy. Thì bom mà ném liên tục lần. Ừ, đúng rồi, tương lai thì các bạn thì thực sự thì kể cả bom ném cỡ nào thì bom keo nó cũng không chịu nổi đâu. Nên cái đấy chơi hơi khốn nạn xíu. Không sao, cái trận này chơi nghiêm túc nè. À, em chơi súng cho anh luôn. Đấy, tôi sẽ cầm cái khẩu gọi là chi UMP khủng long cute này, tôi sẽ đi bắn anh rồi. Đâu rồi? À, em đi mất à? Đúng rồi, đi mít nè. Ui, ui, ui. Sa! Trời ơi, kỳ nhanh. Trời ơi, đúng nhanh luôn mọi người. Sa! Ui, nhanh quá. Đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ê, ô xem. Hết. Á! Bằng cách nào vậy? Alo, các bạn pha là các bạn biết lý do tại sao Rô có thể một phát giết tôi luôn nữa. Các bạn vừa lúc giết tôi nha. Trời ơi, tức ghê. Anh hack đúng không? Dạ yeah, anh. Anh đang hack đúng không? Sao anh có thể bắn giỏi như vậy? Oh my là không nghĩ là với một cái hướng là anh đã tập chơi chứ không phải là anh hack. Em biết mà, em biết. Thực ra thì em biết anh bắn rất là giỏi. Nhưng mà tại sao lại bắn giỏi đấy như vậy? Chưa bắn được nghiệp đi. Trời ơi, tức ghê. Ổng chơi, ổng thì chơi đúng một khẩu súng luôn, ổng sát shot. Mà tôi, trong khi này tôi cầm mạng xà, tôi cầm UMP, không, vẫn không thể chơi được. Trời ơi, tức ghê không? Ờ, UMP phải là... vẫn đang cầm UMP nè. À, tôi không thể. Trời ơi, thì sao anh cầm súng được bắn đâu vậy hả? Chơi dao quá à. Ok, thế tới nên anh cầm một bên năm, tại cây này đam hơi to, cây này đam 90 máu một viên ạ. Cái gì vậy? Anh luyện nó thành quái vật luôn ha. Yeah! Rồi, ok. Rồi, chỗ nào có bom khói, chỗ đấy có siro. À, siro! Đấy, thấy chưa? Cha! Ui, tại sao một phát đi vô lòng người luôn vậy? Từ. Rồi. Cha! Ok. Cha. Ôi, Rô. À, trời. Ta. Cái gì vậy? Trời, không được. Chúng ta phải bình tĩnh mọi người ạ. Đâu rồi? Rô. Anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Cha. Ai da da một chút kìa. Đâu thế? Đâu chứ? Đâu rồi đây. Anh chạy á? À? Đứng lại. Ta sẽ bắt ngươi. Đâu rồi? Chà! Ui, rồi nhanh dễ sợ lắm mọi người. À, trời ơi. Ủa, đâu rồi? Trời, tôi vui lắm mọi người. Tôi vui muốn khóc luôn mọi người. Tôi không thể giết được Siro luôn á. Trời ơi. Không sao các bạn thấy không? Trời ơi, tôi cũng có thể giết được Siro gọi là gì ta? Trong Free Fire có rank gì nhỉ? Cao thủ nha mọi người. Đấy, đó, ghê chưa? Đó, ok. Rô đã thấy sức mạnh của em chưa? Đó, sức mạnh khủng long. Trời ơi, em à, em đang cùng khẩu khủng long rồi, em sẽ tàn sát hết, giết hết. Đó, vô ồ. Chúng ta thêm con thỏ nhỏ xinh xinh đang gọi là ngồi thả bom keo mọi người ạ. Đấy. Và thế là mình nên làm gì? Mình phải chơi bom.
Cha, cha. Ui, ui, nó đột nhập qua đây rồi mọi người ơi. No, no. Cha, con thỏ, ăn cỏ. À, đâu rồi? Qua. Ôi, 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 ôi. Không được, không được. Rồi bằng. Hello, à, lưỡi. Một con sô cô la luôn hả? Cha. Trời, hết đạn, hết đạn, hết đạn mọi người, hết đạn mọi người, hết đạn. Cha. Đâu rồi? Rồi. Đâu rồi? Rồi. Rồi, rồi. Rồi. Rồi ơi, rồi. A, à, đâu 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 đâu. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ui. Ui, đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi. Wow. Trời đất ơi. Chuyện thiệt là báo đạo. Wow, các bạn ơi, các bạn có thấy gì không? Tôi đã có thể nhấc được siro. What the hell? Cái gì đây? Chết rồi các bạn ơi, mình đang mơ mọi người. Để mình tát rồi. Ờ, tôi đang mơ mọi người ơi, tôi đã chết được siro mọi người ơi. Chỗ trong lịch sử. Các bạn thấy không? Đó chính là tôi. Ta-da, trời ơi, tôi mừng quá à. Yes. Ok mọi người, thì đó là video của tôi và anh Siro nha. Trời ơi, tôi không ngờ tôi lại có gọi một người tôi có thể thắng được Siro luôn mọi người. Ok các bạn, thì video đó tôi biết là mọi người thấy không? Đó, bạn nào chê tôi núp đi. Đấy, tôi hơi bắn bro nha. Ok các bạn, thì video của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như nào thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới. Và đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ mình cùng với quân đỏ H. Và cũng đừng quên ủng hộ chan Siro nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye.